Uầy, mày đẹp thế. Mặc đi hẹn hò thì nhức nách luôn này. Sao đa tiền đắt thế? Chị Vi, chị đi đâu đấy? Chị uống nước đi này. Cái gì đấy? Nước lọc em pha. Hả? Nước lọc em pha. Gớm. Này, tự người tốt đột xuất với tôi thế. Chị bị hâm mà. Em là em gái chị, em không quan tâm chị thì quan tâm ai? Có vấn đề gì nói luôn đi. Làm gì có vấn đề gì đâu. Nhưng mà em đang thích một cái váy. Đấy. Tôi biết ngay mà. Bố mẹ sinh tôi ra quá thông minh để đủ để hiểu ý cô. Không có cái mùa xuân này đâu. Quên đi. Chị, mua cho em đi. Không là không. Chị mua cho em đi. Dân cá mình. Chị ơi, mua cho em đi. À, chị ơi. Không là không. Chị ơi. Cái gì đấy? Chị mua em đi. Chị mua em đi, em xin chị đấy. Mệt thế nhở? Chị nói không là không. Ở cái tuổi này, chị cần em tập trung vào việc học hành, thay vì là em đua đòi váy vóc theo kiểu đấy. Cái váy mà em đòi hơn cả triệu bạc, tiền đâu ra mà chị phục vụ em được? Thế nói như chị thì suốt ngày em phải mặc mấy cái bộ lộn thuộm mà. Tất nhiên là chị không để cho em thiếu thốn gì cả. Nhưng mà chị đã nói rồi đấy, không mua là không mua. Sau này em ra trường đi làm có tiền rồi, em thích mua cái gì thì mua, làm gì thì làm, mặc gì thì mặc, chị cũng không quan tâm đâu. Còn bây giờ thì để cho chị ngủ đi. Ngọc, qua đây. Ngồi xuống đây. Vì ta thường nói nhá, người đẹp vì áp. Thế nhưng mà lần đầu tiên anh thấy có một người đẹp không cần áp như em luôn. Chả vui. Ồ, sao thế? Bình thường anh thấy em nói chuyện ở trên mạng hồ hởi, phấn khởi, vui vẻ lắm cơ mà. Sao hôm nay mặt dài như cái bơm thế? Có chuyện gì à? Hay là em không thích anh à? Không phải. Tại vì em đang bực chuyện khác. Thế có chuyện gì thì nói đi, anh giải quyết cho em luôn. Tại bà chị em ấy, cái bo kẹt xỉ. Em xin mua mỗi bộ quần áo cũng không cho em mua. Sau này nhá, em mà giàu, em sẽ mua luôn cả cái số quần áo cho bà ấy biết mặc. Trời, tưởng chuyện gì? Thế cái chuyện đấy nó quá là điều bình thường đối với anh luôn. Bây giờ nhá, em muốn mua đồ đúng không? Thế thì em phải đi làm kiếm tiền. Tiêu cái đồng tiền mình làm ra thì ai dám ý kiến với mình nào, đúng không? Anh nói thế mà cũng nói. Chẳng qua em đang đi học thôi, chứ không em đi làm kiếm tiền rồi. Thế thì em mới phải gặp anh. Em gặp anh là đúng người, đúng thời điểm rồi đấy. Em có muốn kiếm tiền không nào? Có. Em có công việc gì ạ? Tất nhiên là có rồi. Thì nó cũng chỉ là công việc thường ngày của anh thôi. Thế nhưng mà em muốn thì anh sẽ giới thiệu cho em. Em có biết cái gọi là cộng tác viên chốt đơn ảo không? Cộng tác viên chốt đơn ảo á? Là sao ạ? Thế em có hay mua hàng online không? Có ạ. Thì đó, mua hàng online nó sẽ có những cái gian hàng. Và em sẽ được cấp một cái mã để đăng nhập. Hàng ngày em sẽ chỉ cần giả vờ vào mua hàng thôi. Đến lúc đó nó sẽ tăng tương tác cho cái gian hàng đấy. Số tiền mà em bỏ ra ấy sẽ được hoàn trả. Và lợi nhuận thu về sẽ là từ 10 đến 30%. Đơn hàng càng lớn thì tỷ lệ lợi nhuận càng cao. Đơn giản thế thôi á? Thế thu nhập có cao không anh? Trời, nó cũng sương sương thôi. Nó rơi vào độ 3, à không, tầm 50 triệu một tháng. Đến lúc đấy nhá, tiền tiêu không hết. Em muốn mua quần áo thì mua. Nói chung là không cần phải nghĩ ngợi chị em lăn tăn làm cái gì cả. Mưa không đến mặt mà nắng cũng chẳng đến đầu. Được thế nhở? Anh cho em làm với. Được, em thích thì anh chiều luôn. Ngay từ đầu anh nhìn em thôi là anh đã thấy em là cái kiểu người mà dám nghĩ, dám làm mà không có sợ cái gì hết rồi. Tuổi trẻ thì mình phải như thế, phải xông pha. À mà thôi, không nói nhiều, để anh hướng dẫn cho em luôn. Em vào. À mà thôi, gọi nước đi đã nhở. Anh Thắng à. Anh đến sớm thế. Anh còn gọi cả nước cho em này. Anh ra đây nhá, là để báo cho anh một tin mừng. Đó chính là
những đơn đầu tiên của em được hoàn tiền về rồi đấy, 30% cơ. Nên em phải gọi anh ra đây để khai một bữa. Thôi, giúp em là trách nhiệm của anh rồi, cần gì phải khao với cả đãi. Thì dù gì đấy cũng là số tiền đầu tiên em kiếm được mà. Trông cái mặt sướng chưa kìa. Mà này, cố gắng lên nhá, kiếm được nhiều đơn hàng hơn, thế thì lợi nhuận nó mới cao được. Với cả là anh đang có một cái đơn hàng 40 triệu, lợi nhuận thu về là 50%, em thấy thế nào, muốn đầu tư không? Nhưng mà em kiếm được ra số tiền lớn như thế, đơn của em bây giờ toàn 50-100 thôi ấy. Cứ như thế thì bao giờ mới khá lên được. Đầu tư ấy, là mình phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận mạo hiểm. Nhưng mà không hẳn, nó cũng không phải là rủi ro hay mạo hiểm gì cả. Mãi mà có một cơ hội như thế này, em mà không đầu tư ấy thì cũng không sao, thì anh giới thiệu cho bạn khác cũng được. Từ từ đã. À, hay là anh có tiền không, anh cho em mượn đi, xong rồi khi nào tiền hoàn về em trả cho anh. Tiếc quá nhở, anh ấy mới đi hơn chục đơn cả 100 triệu cơ, nên là anh cũng đang chờ tiền nó hoàn về em ạ. Chứ không thì anh cũng giúp em thôi, chứ anh có tiếc gì em đâu. Chán thế nhở. Hay là đấy, em có bà chị còn gì, em mượn thử tiền chị xem, rồi đến lúc hoàn tiền về nhá, em trả cho chị cả gốc cả lãi thì ai dám ý kiến gì em. Anh Hâm à, bà ấy chỉ muốn em tập trung vào học thôi. Bây giờ bà ấy biết là em đi làm kiếm tiền như thế nhá, bà ấy chặt cổ em đi luôn ấy. Để em nghĩ lên đã. Ừ. Tiền thực ra cũng không phải là không có cách. Là sao ạ? Cũng có nhiều cách khác nhau. Khi mà em ít tiền vẫn có thể kiếm ra được tiền mà. Cách gì ấy? Bây giờ như này nhá, em có thể theo anh đầu tư tiền ảo trên app này, hoặc là tham gia các sòng bạc ảo trên mạng, hay là comment dạo ở trên top đi. Còn đơn giản nhất ý, là em hãy tìm những người cũng muốn làm cộng tác viên ảo giống như em. Đến lúc đó thì em sẽ không phải bỏ vốn ra nữa, mà họ sẽ là người đem lại hoa hồng về cho em. Em cứ thử tính mà xem, với cứ 10 người thôi thì có nghĩa là một tháng em đã kiếm được 10 triệu về cho bản thân mình rồi. Thật hả anh? Mấy cái kia thì chắc em không làm được rồi. Vậy thì để em tìm cộng tác viên trước đây nào. Để em lên mạng tìm người luôn. Xong, em vừa đăng bài rồi đấy anh ạ. Phải vào mấy cái hội nhóm để tìm người thêm mới được. À, anh ơi, có khách hỏi rồi này. Đúng rồi ạ, công việc này đơn giản lắm, thu nhập cũng tốt. Làm sao đảm bảo sau khi thanh toán xong, tiền sẽ được hoàn trả lại? Ơ, anh ơi, trả lời thế nào ạ? Ở đây công ty chúng tôi có mặt ở khắp 3 châu lục, hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Và hoạt động dựa trên sự tin tưởng và uy tín của khách hàng. Làm sao để biết đây là doanh nghiệp thật anh? Ở đây chúng tôi có đầy đủ tài liệu hoạt động của doanh nghiệp và thẻ nhân viên. Tôi muốn tham gia thì làm thế nào? Nhiệm vụ của bạn sẽ là chuyển tiền trước để mua đơn hàng, sau đó số tiền đấy của bạn sẽ được hoàn trả cộng với cả hoa hồng của đơn hàng. Em cứ nhắn cho người ta cái số tài khoản mà hôm trước anh gửi cho em ấy. Vâng ạ. Không cần phải gửi nữa, bởi vì chỉ có người ngu bị anh lừa thôi. Cô là ai đấy? Tôi chính là người đang dùng nick ảo để nhắn tin với anh đấy. Mấy cái chiêu trò lừa đảo của anh ấy tôi biết tổng hết rồi. Hơn nữa, những cái chiêu trò đấy chỉ lừa đến những đứa con nít nhẹ dạ cả tin mà thôi. Ngốc.
đứng ra đây. Chị chưa nói xong tại sao em dám bỏ đi? Ngày hôm nay mà em không nói rõ ràng mọi chuyện với chị thì em đừng mong bước chân ra khỏi nhà. Chị sẽ nói toàn bộ số chuyện này cho bố mẹ nghe đấy. Đến lúc đấy em đừng có trách chị. Em... nói đi. Em làm gì mà cần số tiền lớn như thế này? Hả? Khổ quá. Thực ra là em đang làm thêm. Làm thêm? Làm thêm công việc gì mà cần số tiền lớn như thế này? Em đang làm cộng tác viên chốt đơn ảo. Đơn hàng lần này nhá là 40 triệu mà hoa hồng những 50% cơ. Vài hôm nữa tiền nó hoàn về thì em trả lại cho chị, có gì đâu. Ngọc ơi là Ngọc, chị xin em đấy. Chị không hiểu đầu óc em đang nghĩ cái gì luôn. Thời buổi nào rồi mà em còn tin vào những cái việc mà không cần làm mà vẫn có tiền như thế. Nếu mà kiếm tiền dễ như thế thì người ở trong thiên hạ người ta làm hết rồi. Không đến lượt em đứng ra hứng tiền thay họ đâu. Không phải đâu, thật mà. Hôm trước nhá, em làm mấy đơn rồi, đơn nào cũng ok hết, hoa hồng cũng cao đó, chị xem đi. Đây, em nhìn đi. Một khi mà em đã tin thì bắt đầu chúng nó mới giở trò mánh khóe lừa đảo ra với em. Mà chị nói cho em biết, khi mà em đã đưa số tiền này cho người ta ấy thì lập tức bọn chúng sẽ biến mất, lặn mất tăm, em hiểu không? Chị chả biết gì cả, em quen cả cái người giới thiệu em vào làm mà. Đưa đây chị vào nói cho mình nghe. Đây nhá, em xem đi. Tất cả những hàng mà em mua trên này toàn là những gian hàng ảo. Tên công ty, địa chỉ doanh nghiệp thì không rõ. Số tài khoản thì em chuyển đến một người mà em không biết. Đầu mối duy nhất mà em biết đấy chính là người đã giới thiệu việc làm cho em. Nhưng chị đang tự hỏi, tên anh ta là gì, tuổi anh ta bao nhiêu em còn không biết, nhà cửa anh ta ở đâu, như thế nào em còn không rõ. Thế thử hỏi, một khi mà anh ta đã nhận được số tiền này rồi, anh ta biến mất thì em tìm anh ta ở đâu? Bởi vì em đâu có biết được tên thật của người ta như nào, địa chỉ, nhà cửa người ta ở đâu đâu. Nếu như em không tin ấy thì em cứ đến gặp anh ta và nói là em không có tiền, để xem anh ta dụ dỗ em như thế nào. Vâng ạ. Đúng như tôi dự đoán, anh lừa đảo em gái tôi, bắt em gái tôi phải đi mồi chài người khác để kiếm tiền về cho anh. Đến khi có được tiền thì anh chuồn mất, có đúng không? Này, cô đừng có mà vu khống. Cô nói linh tinh tôi kiện cô lên tòa đấy. Đừng có mà không có bằng chứng mà nói oan cho người khác. Bằng chứng à? Đây chính là bằng chứng. Anh nói đây là thông tin của công ty anh, cũng như là các đối tác doanh nghiệp, có đúng không? Nhưng mà đến khi tôi tìm trên website thì không hề có thông tin của công ty anh, cũng như các đối tác doanh nghiệp khác. Trên thẻ nhân viên thì không có dấu mộc đỏ của tên công ty. Tất cả chỉ là lừa đảo, là ảo để đi lừa người khác mà thôi. Đồ tồi, đồ khốn nạn. Mày cho hai đứa chúng mày, hôm nay tao bận đấy. Không thì đừng có trách tao. Đứng lại. Ơ kìa chị, anh ta chạy mất rồi. Em yên tâm đi, hắn ta không chạy thoát được đâu. Trước khi đến đây chị đã báo cơ quan công an về vụ việc của anh ta rồi. Họ sẽ sớm vào cuộc để điều tra, bắt anh ta. Còn em nữa, sinh viên năm mấy đại học rồi mà còn vướng vào mấy cái bẫy như thế này hả? Chị nói em không nghe à? Thì tại em thấy việc nhẹ lương cao, chả phải làm gì nhiều, chỉ việc ở nhà lướt lướt điện thoại nên là em... Nếu kiếm tiền dễ như thế thì ai cũng đổ xô đi làm rồi. Miếng phô mát miễn phí thì chỉ có ở trong cái bẫy chuột thôi. Nói không bao giờ nghe gì cả. Thôi, từ bây giờ rút kinh nghiệm, chị nói rồi đấy. Bây giờ đi về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi. Xong rồi chiều chị dẫn đi mua cái váy kia. Thế là ừ. Em cảm ơn chị. Chỉ thế là nhanh thôi. Đi. Tự nhiên lại vỡ kế hoạch. Thế là không mua kịp bảo hiểm thai sản cho bé Moon rồi. Nhìn đến người ta gần đến lúc đi đẻ, cầm một đống tiền mà ham. Mình đây thì chỉ chăm chăm lo một cục tiền để chờ đến ngày đi đẻ. Xót hết cả ruột. Moon ơi! Chị đến với Moon đây. Moon có nhớ gì không? Mày vừa phai phải được không, cháu nó giật mình. Mà mày thích thì tự lấy đẻ lấy một đứa. Chị làm sao ấy nhở? Em chỉ cần Moon của em thôi. Còn em á, còn chán, em cứ phải chơi rong đã. Mà nhá, em đợi cháu em ra đời, em sẽ dạy nó trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ mà không ai có thể bắt nạt được nó. Vâng, mày dạy nó kỹ quá. Giờ đêm nào nó cũng đạp, cũng hành hạ tôi đây này.
Mà buồn cười này đấy nhỉ. Mà có bầu thì người ta phải vui vẻ lên, làm cái gì mà mặt lúc nào cũng ủ rũ bí xị ra như thế. Em nói chị biết nhá, cháu em mà sau này ra đời mặt nó cứ nhăn nhó khó tính như bà già thì chị đừng có trách em đấy. Mày thì biết cái gì, không lo làm sao được, càng gần đến ngày dự sinh càng lo. Biết thế đừng để vỡ kế hoạch, thì có phải là chuẩn bị mua bảo hiểm thai sản kịp rồi đẻ xong đỡ được một đống tiền không? Con cái là lộc trời cho, biết trước thì đã giàu à? Nhở ấy nhở. Ừ thì chị cũng biết là thế, nhưng mà tiền thì vẫn tiếc chứ. Này gì? Ôi, tự nhiên có chỗ bán bảo hiểm thai sản này. Đấy, gần đến lúc đẻ rồi nhá, vẫn có thể mua được đấy, không hề muộn đâu. Lại còn dịch vụ hậu sản, tiền sản đều rất tốt đấy. Trang thiết bị bệnh viện đâu xem nào, tối tân cao cấp đấy ông, bác sĩ thì xịn sò. Ui, quá nhiều ưu đãi luôn. Ui, đến đúng lúc quá. Này, em nói thật nhá. Mấy cái bảo hiểm mà bán tràn lan trên mạng này không tin được đâu, toàn là lừa đảo đấy. Tóm lại là bây giờ mình không mua lúc này thì mình mua lúc khác cũng được mà, có sao đâu. Thế con này, mày cứ làm như chị là trẻ con không bằng đấy. Cứ để đấy chị lo. Mày có biết là đẻ một đứa là tốn bao nhiêu chi phí không? Bớt được đồng nào thì hay đồng đấy. Hay thật đấy. Này, giảng cho bài. Thai nhi của chị rất tốt, tim và mạch đều ổn định. Chắc là sắp đến ngày dự sinh rồi đúng không? Dạ vâng, còn một tháng nữa bác sĩ ạ. Ok, duyệt cho chị hồ sơ nhá. Chị, em mời chị ra phòng khách, chị em mình bàn chuyện chị nhá. Bên em có gói thai sản cận sinh. Đây là sản phẩm độc quyền của bên em, chuyên cung cấp các dịch vụ 5 sao cho mẹ và bé. Chị nhá, sẽ được chăm sóc như một bà hoàng luôn. Thật thế ạ anh? Nhưng mà như thế thì có tốn nhiều tiền không ạ? Như bác sĩ vừa khám thai cho chị thì có nói là thai nhi của mình rất là khỏe mạnh, phù hợp tham gia gói thai sản bên em. Thì bên em đang có hai gói. Gói thứ nhất ý, là 4 sao, nằm ở bệnh viện tư, phòng chung, chỉ 20 triệu thôi, bao gồm tất cả các chi phí như là đẻ này, mổ này và nằm viện hồi sức sau sinh. Còn gói thứ hai ý, là gói 5 sao, chị nhá sẽ được các bác sĩ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất ấy sẽ dành cho mẹ con nhà chị hết ạ. Nhưng mà gói này thì hơi đắt hơn một chút xíu, 40 triệu chị ạ. Thế à anh? Ôi nhưng mà em đang thắc mắc là có đúng là chỉ cần đóng như thế là xong không ạ? Vì nếu đúng chi phí như anh nói nhá, là còn rẻ hơn so với cả chi phí em đi đẻ bên ngoài nhiều ấy. Thì đúng rồi mà chị, đây là gói bảo hiểm mà. Chị mà mua trước khi có bầu ấy thì còn nhiều ưu đãi hơn nữa. Nhưng mà đây chị sắp sinh rồi nên là nó sẽ có một chút khác biệt chị ạ. Nhưng mà đúng thật là chỉ đóng ít tiền như vậy mà vẫn được ạ. Em cứ thấy hơi lo lo. Chị không phải lo đâu, chị cứ yên tâm. Ngoài những ưu đãi mà chị nhận được ra, chị còn được cầm tiền về nữa cơ mà. Các bác sĩ bên em nhá sẽ chăm sóc chị cả ngày lẫn đêm luôn. Dạ, thì tốt quá ạ. Đây ạ, anh cho em thanh toán luôn ạ. Dạ vâng ạ. Chị đợi tí, em đi lấy hồ sơ cho chị ký nhá. Dạ vâng ạ. Em gửi chị hồ sơ của chị ạ. Kiếp, chị làm cái gì mà lâu thế? Đợi mãi còn đi đâu được nữa, đi đóng bảo hiểm cho cháu cô đấy. Thế Vân quyết định là mua cái bảo hiểm đấy à? Em đã nói rồi mà không yên tâm đâu. Con bé này hay thật đấy, mày lại làm như chị là trẻ con thì không biết gì ấy. Bảo hiểm tốt như thế nhá, không mua bây giờ chắc chắn sau này chỉ có tiếc. Thôi đứng đây nhá, chị còn phải đi có việc một tí. Này, đánh nhạc hộ cho. Bầu bí làm gì cũng khổ em nhỉ. Em cảm ơn anh ạ. Đúng là làm cái gì cũng khó khăn anh ạ. Em bầu còn một tháng nữa là sinh rồi. Thế nhưng mà chồng lại đi công tác xa suốt thôi ạ. Một tháng nữa em sinh rồi á? Thế thì nguy hiểm thật đấy. Chồng con không ở bên cạnh mà chăm lo. Thế này ấy, em phải đẻ ở bệnh viện 5 sao thì mới yên tâm được.
Anh ơi, anh nói thế em lại thấy buồn đấy ạ. Em thì làm gì có kinh phí mà đẻ ở đấy hả anh? Đấy, nói mới nhớ, em định mua bảo hiểm thai sản cộng với lại bảo hiểm cho bé. Thế nhưng mà cả hai vợ chồng em nhiều việc quá, nhớ nhớ quên quên, thành ra là cũng chưa mua được. Không biết là bây giờ con sinh ra thì lấy cái gì ra mà... Thế thì anh em mình lại có duyên rồi đấy. Anh đang làm bên bán bảo hiểm thai sản, em đang có bầu hay là sắp sinh rồi thì vẫn mua được tất. Thật thế hả anh? Thế anh tư vấn cho em với. Văn phòng của anh ở ngay đây thôi. Mình đi qua đấy nói chuyện cho dễ nhá. Bên đấy anh sẽ có bác sĩ khám miễn phí cho em luôn. Dạ vâng ạ, anh chỉ đường đi ạ. Đi. Em cứ ngồi ở đây đợi nhá, để anh đi gọi bác sĩ đến. Dạ vâng ạ. Chào chị. Dạ em chào bác sĩ ạ. Đây là anh Tùng, bác sĩ sản khoa bên anh. Nhìn trẻ thế thôi, chưa dày dặn kinh nghiệm lắm. Dạ vâng, mời bác sĩ ngồi ạ. Nào, để tôi khám nhá. Thai nhi của chị tốt đấy. Làm hồ sơ cho chị. Khám có thế là xong rồi ạ. Thì trông chị khỏe mạnh như thế này thì chắc là thai nhi nó phải khỏe rồi. Vâng. Thế mình qua phần tư vấn chị nhá. Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu, cho em đi nhờ chút ạ. Ở đằng này chị ạ. Dạ. Không phải em có bầu à? Đấy, bầu đấy. Bầu có người đấy. Cái bầu mà anh khám rằng ổn đấy. Tôi ở ngoài kia, nghe lời mấy người nói, tôi tức quá, tôi không chờ để đến ngày sinh nữa. Rõ ràng là mang bầu giả, thế mà lại khám ra rằng thai rất ổn. Nói đến thế thôi là tôi đủ biết được trình độ học vấn của các người như thế nào rồi. Kinh nhở, nay uống sữa mới cơ đấy. Chị ạ, này, bên hãng bảo hiểm gửi tặng ấy, chăm sóc đến tận răng luôn. Ui Abby ơi. Cái gì? Ở kìa. Sao đấy? Đau chỗ nào? Hình như vỡ ối rồi. Tôi đúng rồi. Chết rồi. Bây giờ phải làm nào? Đi bệnh viện. Để em gọi điện taxi. Từ. Gọi cho bác sĩ của chị. Chị phải để ở viện 5 sao. Cái điện thoại chị đâu? Đây. Đây đúng không? Số điện thoại này anh đúng không? Anh Nguyễn. Alo. Tôi là em của chị Hoàng Anh. Sao lại cắt máy rồi? Gọi lại đi. Gọi lại. Không nghe máy. Thuê bao rồi. Thôi bây giờ thế này, em đưa chị vào bệnh viện bằng xe của em đã. Xong cái này thì tính sau. Nhưng mà nhanh lên. Nào đi. Đi xuống xe em đưa chị đi. Cố gắng lên nào. Cố lên. Nặng thật. Đến cả bà bầu trong đó cũng không tha nữa. Lần này thì chúng mày xong rồi. Dám động đến cháu của tao. Các người lợi dụng sự cả tin, lo lắng của những bà bầu, muốn sinh ở những nơi sang trọng lịch sự, được chăm sóc tận tình chu đáo để bán những gói bảo hiểm ảo. Nhưng rồi sao? Với những lời hứa tốt đẹp, nhưng mà đến ngày sinh thì lại chạy mất hút. Tôi nói thế có đúng không? Các người làm ăn thất đức như thế mà coi được à? Nói để cho các người biết nhá, các người không thoát được khỏi những hành vi này đâu. Tôi chả biết cái gì hết. Tất cả là tại cái thằng này. Các người định chạy á? Không thoát được. Muốn giải thích cái gì? Lên phòng. Mà nên nhớ, tất cả mọi trường hợp ấy đều phải đặt cọc mới thực hiện. Mày xem thế nào mày giúp tao với.
À, đây được rồi, tôi đến luôn đấy. Người quen này. Người quen thật này. Kinh nhờ, sau bao nhiêu năm đúng là chỉ được cái mặt tiền ngon thôi. Còn em vẫn tưởng anh Này, sau bao nhiêu năm thì em cũng không bỏ được cái tật hỏi nhiều nhờ. Thì em vẫn là em, làm sao mà thay đổi được. Nhớ ngày nào còn suốt ngày mè nheo khóc nhè đòi theo các anh đá bóng. Vậy mà bây giờ ấy, đã trở thành cô tân sinh viên rồi. Lại còn học cùng trường với anh này. Thế hóa ra là do ngày trước anh học tốt quá nên bây giờ mới đỗ đại học à? Ý anh là anh làm ở trong trường. Thôi, không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu. Biết đâu anh lại chung lớp với em thì sao? Nhưng mà em hứa, nếu như mà anh học chung lớp với em sẽ không gọi anh là thắng cọc đâu. Thôi, ai cho em nói biệt danh của anh ra đây? Mà thôi, đi nhập học đi, không lại muộn bây giờ. Ok, chào bạn cùng lớp, hẹn gặp lại. Cái con bé này. Tôi biết rồi, tôi đang đến đây. Được rồi. Có chuyện gì nữa vậy cô? Tôi năn nỉ cậu đấy. Cậu cố gắng giúp tôi với. Tôi cũng hết cách rồi. Thế nhưng mà... Thú thật với cậu là cả cuộc đời này nguyện vọng của tôi cũng chỉ có như vậy. Thôi được rồi, mọi thứ cứ để đấy cháu lo cho. Đây là đợt cuối rồi và mọi chuyện cũng đang được sắp xếp cả rồi. Chăm sự nhờ cậu, cảm ơn cậu nhé. Cô đi về đi. Tôi đi nhé. Em vẫn chưa đi cơ à? Em chỉ muốn là được đi học cùng với bạn cùng lớp thôi. Em làm anh phát cáu lên được rồi đấy. Làm cái gì mà tăng thế, đùa tí thôi. Nãy em làm rơi cái chìa khóa không biết đâu mất, và chỉ ở quanh cái khu này thôi. Nhân tiện đây thì anh đi tìm giúp em đi. Kìa kìa, đến cái ngã ba kia, rẽ phải, nhớ tìm kỹ vào đấy nhá. Được rồi, nhất định anh sẽ tìm cho em. May quá cậu đây rồi. Tiền đây, cầm cái số tiền lớn này đi đường tôi lo lắm. Cô yên tâm, nhất định con sẽ đưa con gái cô có tên trong danh sách trúng tuyển. Mẹ em tưởng là anh làm nghề gì dư giả lắm cơ mà, sao bây giờ lại đi nhận hối lộ thế này? Tại là em à? Em luôn xuất hiện đúng lúc mà. Ý anh là thời gian gần đây anh gặp em hơi nhiều. Thôi, mọi việc mà anh làm không qua nổi mắt tôi đâu. Mượn danh nghĩa làm trong trường đại học, móc nối với các đối tượng bên ngoài để lừa người khác chạy tiền cho con mình vào trường đại học. Tranh Tranh, tao bảo giúp tao với. Mày, mày có biết ông này không? Có. Sao đấy? Chuyện là như thế này, tao không hiểu mẹ tao nghe ai nói là tao trượt đại học ý, xong bây giờ phải chạy tiền qua ông này thì mới có tên trong danh sách. Chạy tiền để vào trường á? Ừ. Nhưng mà rõ ràng tao trả trên mạng là tao đã đỗ đại học đàng hoàng rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái giấy đấy tao không tìm thấy đâu nữa. Bây giờ mẹ tao ngại với Hoàng ở quê thì mới phải làm cách này. Đưa ảnh mẹ mày đây, cho tao xem, tao có biết đường điều tra chứ. Ừ. Đây. Mày xem thế nào mày giúp tao với. Chứ mẹ tao phải làm giúp việc bao nhiêu năm mày tích góp được tiền như thế. Tao không muốn mẹ tao bị mất oan số tiền đấy. Thôi được rồi, mày không phải lo đâu, tao sẽ giúp mày. Sao? Tôi nói thế có đúng không? Anh nói gì đi chứ? Nãy giờ nể tình là em gái ngày xưa ở quê ấy, nên mới không muốn nói gì, đừng có mà vu vạ cho người ta. Vu vạ sao? Anh cũng chỉ là thợ sửa máy tính ở trong trường đại học mà thôi. Lợi dụng tài lẻ của mình, anh đánh cắp thông tin của tân sinh viên. Nhưng ai có hộ khẩu ở quê, anh sẽ nhắm tới bố mẹ của họ. Vì tâm lý chung của tất cả ông bố bà mẹ dưới quê đều rất tự hào và sĩ diện khi có con học đại học mà. Và người lần này anh nhắm đến chính là Thương đây. Tại cô thấy cậu ấy nói là phải nộp thêm một số tiền vào nữa thì người ta mới cho tên con Thương vào danh sách trúng tuyển, nên cô mới làm như thế. Tên của con gái cô đã trong danh sách trúng tuyển rồi, tại sao cô không tin con gái cô mà cô lại đi tin người ngoài như hắn ta chứ ạ? Là bà ta tự đưa tiền cho tôi, chứ tôi đâu có ép.
Và cũng chính bà ta năn nỉ tôi giúp đỡ bà ấy chứ. Cô ấy đã chuyển tiền, nhưng vì lòng tham, anh dở trò nói dối vòng vo, nói là người nhận tiền chưa chịu đồng ý cho tên Thương vào danh sách trúng tuyển, nên là muốn đòi tiền lần nữa để cố tỏ vẻ với cô Xuân. Tôi đã thế cô đúng không? Rõ ràng là tôi đã trúng tuyển đại học rồi, anh đúng là cái đồ lừa đảo. Hóa ra các người cố tình gian ra cái bẫy này để tôi chui vào đúng không? Đúng rồi, cả việc lần trước gặp nhau cũng là do tôi cố tình sắp đặt đấy. Tôi lấy giấy nhập học có logo của trường anh đang làm để qua mặt anh. Anh lợi dụng sự kém hiểu biết của những ông bố bà mẹ ở dưới quê để lừa dối họ, lấy tiền của họ một cách rất dễ dàng. Tôi đã theo dõi hành tung của anh và biết được đằng sau anh có một đường dây lừa đảo quy mô tổ chức chặt chẽ từng bộ phận một. Ông anh lầu thế. Sao rồi, các trường kia đã có ai cắn câu chưa? Ông anh khéo lo, toàn câu mồi béo bở thôi. Bây giờ toàn muốn là thủ khoa á khoa các thứ ấy. Thế thì càng tốt, càng phải đẩy giá cao lên cho võ công. Mọi việc ấy em cứ sắp xếp cho mọi người, nếu có gì thay đổi phải báo cáo ngay cho anh. Mà em nên nhớ, tất cả mọi trường hợp ấy đều phải đặt cọc mới thực hiện. Ok, em biết rồi, em sẽ báo sớm. Tiền thưởng tháng vừa rồi đã chuyển khoản cho em rồi, cố gắng lên nhá. Em nhận được rồi, em đi trước nhá. Alo, em đây. Em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh. Rất quan trọng và phải bí mật, anh hiểu chưa? Một lát nữa em gửi thông tin người này sang, anh tra giúp em nhé. Dạ vâng ạ, ok, có gì gửi thông tin sang cho em luôn nhé. Vâng, em cảm ơn, bye anh. Để củng cố những chứng cứ, tôi đã nhờ người xác minh kỹ. Anh chỉ là nhân viên kỹ thuật trong trường đại học mà thôi. Chính việc úp mở với công việc của anh nên có rất nhiều người tin anh là giảng viên trường đại học. Tôi không ngờ là anh lại làm giàu bằng cách dơ bẩn như này đấy. Thật không ngờ cô em hàng xóm ở quê bây giờ lại trở thành nữ thám tử rồi. Nhưng mà dù là ai đi chăng nữa ấy, động vào chuyện làm ăn của tao ấy, thì sẽ không xong đâu. Không xong thì anh tính làm gì? Tốt nhất ý là anh hãy ăn năn hối cải đi, nhận tội đi. Biết đâu anh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng bọn của anh cũng đã bị bắt rồi, tôi đã báo công an. Một lát nữa thôi, anh sẽ phải lên phường ngồi đấy. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Cô ạ, những việc mà cô làm vô tình tiếp tay cho kẻ xấu đấy ạ. Không có ai thật lòng với mình ngoài máu mủ của mình đâu cô. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ cho gia đình cô. Mẹ xin lỗi vì đã không tin con. Mẹ lại cứ tưởng con nói dối để mẹ không phải buồn. Kìa mẹ, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Từ giờ con hứa sẽ học tập thật là tốt để không phụ lòng mẹ. Trang, cảm ơn mày nhá. Không có gì đâu. Bây giờ thì cố gắng mà học tập thật tốt, sau này còn báo hiếu cho mẹ nữa chứ. Ok. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi. Vâng, nhá. Cô ơi, cô có sao không ạ? Không, tôi không sao. Cháu xin lỗi nhá. Rồi, không sao. Hay là để cháu mua cho cô ít vé số, coi như là cháu xin lỗi vì đã va vào cô ạ? À, tôi không sao đâu. Mới cả cái vé số này của tôi không bán được đâu. Tôi cảm ơn cô nhá. Alo, tao đứng ở cổng nhà tao rồi đây này. Qua đi nhá. Ok. Cô ơi, cô mua ủng hộ tôi từ vé số ấy. Thôi cháu cảm ơn, cháu không hay tin vào mấy cái may rủi lắm ạ. Thôi cô ơi, cô ủng hộ tôi đi. Từ sáng đến giờ tôi chưa bán được một cái nào. Mà nắng môi mệt quá cô ạ. Thôi cô giúp tôi đi. Dạ thôi cháu cảm ơn, cháu không có nhu cầu đâu ạ. Cô đánh rơi ạ? Từ trước đến nay cái tính tôi cẩn thận lắm, không bao giờ làm rơi cái gì cả. À, chứng tỏ là cô có duyên với cái vé số này đấy. Thôi, cô ủng hộ tôi đi. Dạ thôi, cháu cũng không hay tin vào mấy cái gọi là duyên nợ lắm. Cháu cảm ơn. Mà tôi nói thật nhá, cái mắt của tôi ấy, nhìn chuẩn lắm, không chật phát nào đâu. Cái tướng của cô là sắp sửa phát tài phát lộc đấy. Có 10.000 bạc thôi mà. Không được thì thôi, coi như là ủng hộ người nghèo nhá. Mua ủng hộ tôi nhá. Cháu... Nhưng mà giúp tôi coi như là giúp người nghèo đi, có 10.000 bạc thôi mà. Dạ,
Thế thôi, cô đã nói như thế thì cháu cũng ủng hộ cô vậy. Chứ cháu cũng không tin lắm. Dạ, cháu gửi cô ạ. Cảm ơn cô tốt bụng quá. Mà đây là nhà cô à? Vâng ạ, đây là nhà cháu ạ. Ôi dồi ôi, nhà to mà đẹp thế. Đã giàu, lại càng giàu hơn. Thế thôi, tôi cảm ơn cô nhé. Dạ, chào cô. Này, chờ ra lâu không? Mà ai đấy? À, bà lão bán vé số ấy mà. Thấy thương tình là tăng ủng hộ. Thôi mình đi, không muộn đấy. Ôi trời ơi, cô ơi, tôi bảo cái này này. Ôi, cô ơi, cô có chuyện gì thế hả? Ôi trời ơi, tin vui. Cô đứng đứng đây tôi bảo. Có gì mà cô vội thế? Vội chuyện gì đó, chung 3 tỷ lại cũng vội. Đấy, cái mà cái tờ giấy vẽ số hôm qua ấy, cô mua của tôi ấy, trúng giải độc đắc 3 tỷ đồng cô ơi. Cái gì? Cháu trúng 3 tỷ ấy ạ? Ừ. Này, số cô hên thật đấy. Lâu lắm ấy mới có người trúng số độc đắc đấy. Đúng rồi đấy. Cô bỏ cái vé số ra đi. Đấy, ra đi. Này, cái vé số này mà trúng giải độc đắc ạ? Đúng rồi, cô so đi đây này. Cái đuôi đây chứ đúng không? Đúng không? 4182 chuẩn chưa? 4, chuẩn 1, chưa? 8 ạ. Đúng, đúng rồi ạ. Đấy, tôi đã bảo với cô rồi là cái mắt của tôi không chệch một phát nào. Cái tướng cô là tướng phát tài phát lộc đấy. Cháu đang mơ hay là thật đấy ạ? Đau không? Đau. Thế là thật chứ còn mơ gì nữa. Cô là hơi bị may mắn đấy nhá. Mà tôi nghe cái bà này kể là hôm qua bà ấy nhặt được vé số lại đem bán cho cô. Thì là bọn tôi ấy cũng là người góp công trong việc cô trúng giải độc đắc đấy. Mà này nhá, nói thật đấy, đúng là cô may mắn thật đấy. Ôi dồi ôi, hôm qua tôi mà giữ cái vé số này thì giờ này cái thành tỷ phú, chả phải khổ sở đi bán vé số như thế này. Phải rồi đấy, mà trông bà này cũng khổ sở. Hay là cô trúng tiền tỷ rồi thì cô cho bà ít tiền đi, chia lộc đi. Tán lộc vậy ạ? Đúng rồi, thì bây giờ cô có tiền tỷ trong tay này thì cô chia bớt lộc cho tôi. Nhưng chẳng nhẽ cô lại giết người nghèo của tôi à? Cháu... À... Thật ra chuyện này cháu cũng biết là có lộc thì cùng hưởng rồi. Nhưng mà bây giờ cháu mới biết là cháu trúng, cháu mừng quá. Cháu cũng chưa kịp lên đấy để lấy thưởng. Hay là cô chờ cháu ngày mai ngày kia cháu lấy giải thưởng xong rồi cháu sẽ chia cho cô được không ạ? Cô nói thế mà được à? Nhỡ khi bây giờ cô lấy tiền xong cô tiếc của, cô lại không chia cho tôi thì sao? Dạ. Thế bây giờ cháu đã lấy giải thưởng đâu, chẳng nhẽ cháu lại lấy tiền túi của cháu để đưa cho cô à? Ui dồi ôi cô ơi, tiền nào chả là của cô, trước sau gì nó về túi cô đúng không? Bây giờ cô cầm tiền xong cô lại trốn đi đâu? Tôi biết tìm cô ở đâu? Nhà cháu ngay kia, làm sao mà cháu trốn được ạ? À? Tôi không biết, cô không phải chia lộc của tôi. Kìa, cứ bình tĩnh, từ từ. Ai? Cô em không biết ý, thì để anh nói cho bà nghe. Cái bà này ấy là nổi tiếng ăn vạ ở khu vực này. Bà ấy muốn cái gì xin ai mà người ta không cho ấy. Bà ấy ăn vạ và dễ đành đạch ra ở đây cả ngày ấy. Chia lộc của tôi, chia lộc của tôi nhanh lên. Đấy, thấy chưa? Mà nhá, bà ấy biết nhà cô rồi. Cô mà không cho bà ấy tiền ấy, ngày nào bà đến nhà cô ăn dễ đành đạch, ăn vạ từ sáng đến tối luôn. Mà nhá, mỗi khi có người mua vé số của bọn anh trúng ấy, thì người ta trúng tiền triệu thì cho anh tiền trăm, người trúng tiền tỷ thì cho bọn tôi vài triệu, nó là bình thường. Vài triệu ấy hả? Ừ, mai cô em lên cô em nhận vài tỷ đồng rồi thì 1-2 triệu, vài triệu bó bèn gì, đúng không? Kìa bà, đứng dậy đi. Cô ấy cho bà tiền đây này. Đưa tiền lên. Nhanh. Tính lừa tiền à? Không đơn giản thế đâu. Cô kìa, cô là ai mà xông vào đây? Không trả tiền thì để bà già ăn vạ ở đây à? Này, giả tôi tiền lộc nhanh lên. Thôi, các người hạ cái màn kịch đấy xuống được rồi đấy. Lừa ai ấy, chứ đừng có lừa tôi. Màn kịch á? Đúng, hai người này là cùng một phe, cố tình đưa bà vào bẫy để lừa tiền thôi. Này, lừa đảo cái gì mà lừa đảo? Nhờ có tôi bán vé số cho cái cô này, cô mới được giải độc đắc 3 tỷ đấy. Giải độc đắc á?
chứ không phải là tờ vé số được photoshop các dãy số trúng thưởng lên à? Hay là để cháu mua cho cô ít vé số, coi như là cháu xin lỗi vì đã va vào cô ạ? Tôi không sao đâu, mất cả cái vé số này rồi tôi không bán được đâu. Này, tao đã photo chuẩn đấy với kết quả tối hôm qua rồi đấy. Mà này, liệu mày còn nhớ cái vị trí mà răng bẫy không đấy? Tất nhiên là có rồi. Mà quên tôi là ai à? Hương hâm hố. Kiểu này ấy, tao với cả mày ấy, lại vớ được mấy chục triệu từ mấy con mồi ham hố đấy. Này, mong rằng ấy, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chắc chắn là thuận lợi rồi. Chúng định lừa người mua vé số ư? Sao? Bà nghĩ gì về tờ vé số giả đấy? Bà định lừa tôi à? Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ nhá. Cái vé số này tôi mua tận cửa hàng đấy. Cô không tin thì cô đi mà kiểm chứng. Hẳn là tờ vé số thật. Tờ vé số thật mà số mờ ảo thế này à? Các số thì cũng không bằng nhau. Số thì to, số thì bé. Trên tờ giấy này cũng không có dấu của công ty xổ số. Nhìn bằng mắt thường thì có thể giống thật thật đấy. Nhưng thật ra ấy, nó chỉ là tờ vé số giả mà thôi. Hài, cô đừng có mà nói linh tinh ấy. Nếu không thì ấy. Không thì sao? Hay là để tôi gọi điện cho 113. Đến lúc đấy để xem hai người giải quyết thế nào về tờ vé số giả này nhá. Ờ cô. Đi rồi. Các người cũng không đi được đâu. Bởi vì camera tòa nhà đã ghi lại toàn bộ hình ảnh. Vừa nãy tôi đã ghi âm lại toàn bộ câu chuyện này rồi. Có người có chạy đến chân trời góc bể thì công an họ vẫn tìm ra thôi. Cô nhớ mặt con này đấy. Suýt chút nữa là tôi bị lừa rồi. May mà có bà đấy. Bà là tinh vi thật. Nhìn cái tờ vé số này như là thật luôn ý. Từ lần sau thì nhớ và cảnh giác vào. Bởi vì mấy cái trò đỏ đen này không dễ dàng mà có được đâu. Tất cả chỉ là chiêu trò của bọn lừa đảo thôi. Tôi biết rồi. Cảm ơn bà nhá. May là bà đến kịp đấy. Thôi. Coi như là 1 triệu này là công tôi giúp bà nhá. Này, hai dạ. Đứa đây, chị đang chơi dạ. À? Thế mà không báo trước, mẹ em vừa ra ngoài xong. Eo ơi, chị gái của em dạo này càng ngày càng xinh ra ấy nhở? Dạo này hai con vịt rời nó đẹp quá cơ nhá. Đứa nào đứa đấy là cứ mân mởn ra. Năm nay hỏi hai đứa, đứa nào có người yêu chưa? Thâm mà, đang trẻ cứ chơi đi, mắc mớ là có người yêu lấy chồng làm gì, năng nộ ra. Bọn em làm gì dám qua mặt chị. Lúc nào mà chị có người yêu thì lúc đấy bọn em mới dám có người yêu chị ạ. Rồi ạ, à, nhá, bà không phải đá xoáy tôi. Trịnh trọng thông báo cho hai bà biết nhá. Chị mày đây có người yêu rồi. Đấy. Hai đứa chuẩn bị ăn cỗ đi là thật á? À? Có người yêu rồi á? Chứ còn sao nữa. Này, mất bao nhiêu công đi lễ đi lộc cầu của tôi đấy bà. Cái gì? Đi lễ để có người yêu á? Ôi trời ơi, như ý yêu tôi xong rồi, 30 tuổi thế là hâm rồi, bây giờ còn tin vào mấy cái mê tín dị đoan đấy thì chết rồi. Hâm cái rồi. Con này, bán bổ cái mồm mà đi nhá. Chị mày đây có người yêu tất cả do thầy làm lễ làm lộc cho mới có được đấy. Tôi là tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao một cái người xinh đẹp duyên dáng như tôi mà 30 năm nay chưa có người yêu? Nó ra là do duyên âm. Ôi, duyên âm ấy ạ? Eo khiếp nghe sợ thế. Đấy, thế đến thầy lập đàn lập lễ cho cái 3 ngày sau có người yêu luôn. Ôi dồi ôi, thiêng thế thật ý ạ? Thiêng chứ còn sao nữa. Này như hai đứa nhá, đứa nào muốn có người yêu bảo chị. Chị gọi cho thầy một cái, một phát có người yêu luôn mà order theo từng hạng mục. Cái gì? Người yêu order á? Mà còn theo từng hạng mục nữa. Chuẩn luôn. Cái nào? Tức là nhá, muốn có người yêu kiểu gì cũng có luôn này. Thích đẹp trai gì, thích 6 múi, thích nhà giàu gì có hết. Mà nhá, chị đây ấy thì cũng không cần gì cao sang cả. Chỉ cần một anh chàng trung thủy, trẻ trung đôi. Giá thì nó khoảng 50 triệu. Mà yêu cầu càng cao ấy thì giá nó càng đắt. Ôi, 50 triệu? Cắt cổ à? Không. Ai đi bỏ ra 50 triệu để có người yêu? Ngớ ngẩn. 50 triệu chứ có phải 500 triệu đâu nhá. Để mà có được một anh người yêu chân mệnh thiên tử thì cũng đáng đúng không?
Thôi, thế cho nên là thôi, hôm nay chỉ sang đây khoe cho các bà thế thôi nhá. Ngồi đây một lúc nữa con Abi nó bảo báng bổ ấy thì lại mất thiêng. Tôi đi về. Thế thì để em đưa chị ra. Ừ. Giờ ơi, mất 50 triệu để có chị ơi, chị giới thiệu cho em cái ông thầy kia được không? Thế là mày tin? Em tin chứ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Với cả thật ra ấy, là em mới chia tay ông người yêu. Mà bây giờ muốn tìm một ông người yêu khác á, vừa đẹp trai, vừa ga lăng này, để cho ông người yêu cũ á, sáng mắt ra thì thôi. Chị giúp em nhá. Được luôn, chị gọi một phát là được luôn. Alo, thầy ạ, dạ. Chị Trang, em có một tin sốt dẻo muốn thông báo với chị đây. Kinh nhở, hôm nay có chuyện gì mặt hớn hở thế? Đó chính là em gái của chị đã không còn độc thân như chị nữa rồi. Cái gì? Thật á? Vừa mới 2-3 hôm trước còn than vãn là không có người yêu, thế mà bây giờ đã có người yêu rồi. Bịp chị đấy à? Bịp là bịp thế nào? Thật ra ấy, thì lúc đầu em cũng bán tín bán nghi cái vụ thầy bói mà bà Như Ý kể. Nhưng mà đến lúc gặp rồi á, mới thấy thầy phán chuẩn thật đấy. Lễ bái ấy, thì ta cũng lễ xong rồi, xem bói cho con và gia đình con ấy, thì ta cũng xem rồi. Ta cũng vừa thỉnh ở các quan trên xuống, các ngài đã đồng ý và các ngài bảo là đúng 3 giờ chiều ngày mai con đến quán cà phê mà ta đã gửi địa điểm. Lúc đấy con sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình. Ôi, thế thì con cảm ơn lại, con lạy thầy, con lạy thầy ạ. Rõ ràng là địa chỉ này mà nhở. Bây giờ 3 giờ rồi vẫn không thấy đâu. Bực thật đấy. Anh này đi đâu cái kiểu. Cô sao không? Gì đây? Em không sao ạ. Thế anh có sao không? Anh ra với em mà. Cho anh xin lỗi nhá. Thì xung quanh đây có nhiều quán cà phê ấy. Hay là để anh mời em một ly cà phê, coi như là để tạ lỗi được không? Vậy cũng được ạ. Bây giờ em cũng đang rảnh. Nếu mà anh không bận ý, thì mình đi chung. Được rồi, mình đi thôi. Đấy, thấy chưa? Thật là bất ngờ luôn. Anh ấy á, đẹp trai cực kỳ. Thật sự là bây giờ trong đầu chị chỉ còn chưa hình dung ra được như thế nào luôn ấy. Cứ thấy nó sai sai kiểu gì. Nhưng mà công nhận là ông này giỏi thật đấy nhở. Mới đầu ấy thì em cũng như chị thôi. Nhưng mà đến lúc nhá, mắt thấy tai nghe rồi ấy, thì mới tin được. Này, cho chị xin info đi. Để bữa nào chị đi xem. Nhưng mà nhớ được có nói chị với em là chị em với nhau đấy nhá. Thế xấu hổ à? Thôi được rồi, em sẽ chiều theo ý của chị được chưa? Ok. Lê Thu Trang có phải? Ôi giời, giật hết cả mình. Thầy ạ. Ở đây thầy có xem bói bài, xem tướng, xem tử vi. Thế con bảo là con muốn xem tử vi và xem nhân tướng có đúng không? Dạ vâng ạ. Được rồi. Thế thì để thầy sẽ bốc cho con một lá số tử vi để xem cuộc sống xung quanh con như thế nào nhá. Dạ vâng ạ. Ừ thì phúc đức và cha mẹ đều tốt cả. Thế bây giờ con muốn xem cụ thể về cái điều gì nào? Dạ con muốn xem về đường tình duyên ạ. Tình duyên à? Được rồi. Đưa tay đây cho thầy xem nào. Đây. Ui dồi ôi, sau này nhá là chồng giỏi lắm đấy. Quá nhiều tiền luôn. Mà nhá, chồng làm ra tiền, vợ giữ của ấy, như thế là quá được rồi còn gì nữa. Nhưng mà thế con chưa muốn lấy chồng ạ. Con chỉ muốn là hỏi là có người yêu không thôi ạ. Thì đấy là thầy nói thế. Tại thằng chồng của con ấy, nó hoành tráng quá, thế nên là thầy mới phải kể. Thế nhưng mà trước khi gặp được người này ấy, thì tình duyên của con chắc trở lắm. Đúng rồi đấy ạ. Chứ bình thường con toàn yêu được có 3 bữa nửa tháng hay là được có vài tuần là bọn con hãy chia tay thôi ạ. Lắm lúc nghĩ lại thì lại thấy nó không đáng ạ. Tướng con ấy mà cao số lắm, xinh nhưng mà lận đận. Và nghiêm trọng hơn ấy là con đã bị nghiệp duyên rồi. Nghiệp duyên là như nào ạ? Thì con cũng biết đấy,
người ta thường hay bị duyên âm theo, xong rồi phải đi cắt duyên âm cơ đúng không? Vâng, rồi bạn bè con bị cái đấy nhiều lắm thầy ạ. Thì cái trường hợp này của con ấy, nó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Con với người ta có nợ ân tình với nhau từ kiếp trước rồi, con không trả được, thế nên là sang kiếp này người ta mới oán con. Kiếp này con là con người, còn người ta vẫn chỉ là vong thôi. Thế nên ấy, khi yêu ai hay chuẩn bị thích ai ấy, con lại đều cảm thấy không hợp, rồi lại chia tay. Mà chia tay toàn vì những cái lý do, vì sau con suy nghĩ lại con cảm thấy là nó không xứng đáng thôi. Đúng thôi ạ. Rồi thế thì thôi chết rồi. Thế bây giờ con phải làm thế nào hả thầy? Thầy cho con cách vậy ạ? Riêng trường hợp của con ấy là phải làm 3 khóa lễ. Lễ thứ nhất là lễ giải hạn. Lễ thứ hai là lễ di cung hoán số. Lễ thứ ba mới làm đấy là cắt duyên. Thế lễ di cung hoán số là gì hả thầy? Cái vong nó theo con ấy, nó là nghiệp duyên. Thì làm gì có cái lễ cắt duyên nào mà có thể cắt được. Giống như kiểu là con vào sổ sinh tử rồi ấy, thì làm sao mà có thể xóa được. Thế nên ấy, thầy mới phải làm cái lễ này để di cung hoán số của con sang một số mệnh khác. Đấy, tiễn cái nghiệp ở kiếp này của con đi. Thì tốt quá, thế thầy có thể giúp cái chị này được đúng không ạ? Tất nhiên rồi, sứ mệnh của ta ấy là đi giúp người cơ mà. Con chỉ cần đưa tiền cho ta để ta đi chuẩn bị lễ thôi là được. Chứ thầy ấy là thầy cũng không lấy tiền công của các con làm gì đâu. Vâng, vậy thì tốt quá. À mà thôi, thầy ơi, bây giờ con đang có việc bận một chút. Thầy cứ ngồi nói chuyện với cả cái chị này đi nhá. Con xin phép ạ. Dạ, thầy ơi, thế cho con hỏi cái chi phí mà để làm 3 khóa lễ của con ấy ạ, thì là bao nhiêu ạ? 3 khóa lễ à? Tầm 50 triệu con ạ. Cái gì? 50 triệu ấy ạ? Thì đấy chỉ là tiền để thầy đi mua chuẩn bị sắm lễ cho con thôi. Chứ làm sao mà thầy có thể mua lễ thay con được đúng không? Nghiệp duyên của con thì con phải tự trả chứ. Dạ, con đồng ý ạ. Con suy nghĩ nhanh thế. Mà này, làm lễ xong ấy, có người yêu thì nhớ lập cho thầy nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, cái này thì thầy cứ yên tâm, con không để cho thầy thiệt đâu ạ. Với lại thầy cho con hỏi là bây giờ mà con muốn gặp được một người mà đúng ý con, đúng gu con, thì thầy có làm được việc đó không ạ? Thế thì giá hơi cao đấy. Giá cao ấy ạ? Giữa hàng vạn người mà lại tìm ra một người đúng ý với mình thì hơi bị khó đấy. Thế nhưng mà sứ mệnh của ta ấy là đi giúp người, thế nên là con chỉ cần đưa cho ta 300 triệu thôi. Con có đủ tiền không? 300 triệu ạ? Dạ vâng. Ôi, con đồng ý ạ. Chỉ cần là gặp được chân mệnh thiên tử cuộc đời con thì giá nào con cũng chơi ạ. Chuẩn luôn. Ta hơi bị thích cái khẩu khí của con rồi đấy. Dạ. Đây, con cứ chuyển vào cái số tài khoản này giúp ta. Dạ rồi ạ, xong rồi. Ê, thầy nhận rồi. Được thầy báo con ạ. Ôi giời, nhận được luôn nè. Dạ vâng, thế thầy nhận được tiền rồi thì thầy cho con biết được cái cách để mà con gặp được chân mệnh thiên tử của con được không ạ? Chứ con tò mò quá ấy ạ. Tiết lộ thiên cơ ấy là ta đoạn thọ đấy. Được rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương. Ta vừa hỏi các quan rồi đấy. Các quan đã đồng ý và vẽ đường cho con luôn rồi đấy. Lát nữa ấy, thầy sẽ gửi địa điểm cho con. Đấy chính là một quán cà phê. Xong rồi sẽ có một chàng trai va vào tôi, từ đó trở thành chân mệnh thiên tử của tôi, có đúng không? Con nói cái gì đấy? Ta chả hiểu cái chuyện gì cả. Mở to mắt ra mà nhìn đi. Đây chính là bằng chứng anh và hắn ta có mối quan hệ với nhau.
Tôi nói thế có đúng không ạ? Hắn ta là ai? Tôi không biết. Hắn ta là Sơn, người anh đã cài cắm vào để trở thành một chàng soái ca, lừa tình lừa tiền các cô gái. Và anh và hắn ta đã thành công khi lừa tình lừa tiền em gái tôi và chị họ của tôi đấy. Tôi chả biết cái gì cả đâu nhá. Sao? Bây giờ lại nói là không biết à? Thế có lúc nhận tiền thì nhanh thế, biết rõ thế, mà bây giờ kêu không biết à? Trong này có tất cả những bằng chứng mà các người lừa những cô gái khác nhau. Hình ảnh trong này rất rõ nét. Anh có cần tôi mở ra cho anh xem không? Nói như cô ấy thì ai mà chả nói được. Một ngày ấy, tôi gặp không biết là bao nhiêu người, chẳng qua là đụng phải chúng hắn ta thôi. Này, những cái hình ảnh này ấy chỉ dọa để trẻ con thôi. Được, vẫn không phục, không chịu nhận cơ đúng không? Con dạy con này, từ nãy đến giờ nhá, là mày bám bổ nhà Thánh lắm rồi đấy. Được, tôi cũng không muốn nói nhiều với anh đâu. Anh không khai ấy, thì chắc chắn có người khác khai. Này, mày đừng có mà vu khống cho người khác nhá. Cẩn thận tao báo công an đấy. Chắc là anh nhớ người bảo vệ này chứ nhở? Cho em hỏi đường đến chỗ thầy Sang với ạ. À, thầy Sang hả? À, bây giờ các cô điền thông tin vào đây nhé. Chung cư bây giờ đang có rất nhiều các vụ trộm cắp. Phải điền thông tin vào đây, chúng tôi còn biết điều tra công tác nhé. Đây, cô điền thông tin vào đây nhé. Ủa? Sao lại điều thông tin cá nhân để công tác điều tra lại có cả phần có người yêu hay chưa? Ủa? Rồi kệ đi. Hắn ta dùng những câu hỏi hỏi tôi y hệt với em gái tôi cũng như chị họ tôi. Nhưng mà chắc chắn giờ này anh ta đang ở trên cơ quan công an để lấy lời khai rồi. Cái gì? Chúng mày báo công an nhá. Đâu cần đến lượt anh báo công an đâu, tôi cũng đã báo rồi. Alo Tâm à? Đúng như chị dự đoán. Được, họ đang ở bên dưới đúng không? Đợi chị một chút. Hóa ra mày với cả con bé vừa lúc nãy thông đồng với nhau để lừa tao có đúng không? Không biết là ai lừa ai đâu. Thủ đoạn của anh cũng thông minh tinh vi đấy. Thế nhưng mà đã là thủ đoạn thì kiểu gì cũng sẽ có kẽ hở. Và người tìm được kẽ hở chính là tôi. Tôi nói để cho anh biết nhá, những tên thầy bói dởm như anh lừa tình lừa tiền người khác không qua nổi mắt tôi đâu. Chỉ có thể lừa được em gái tôi và chị họ tôi. Còn với tôi ấy, thì không bao giờ. Với những người khác thì tôi sẽ cho lời khuyên, nhưng với một tên lừa tình lừa tiền như anh ấy, thì phải đi tù mọt gông. Cô ơi, tôi xin, tôi biết là tôi sai rồi, tôi xin nhận lỗi. Lúc nãy cô bảo là nếu như tôi nhận lỗi thì cô sẽ tha cho tôi có đúng không? Sẽ không có một cơ hội nào cho anh cả đâu. Phụ nữ chúng tôi chỉ cho người khác một cơ hội mà thôi. Nhưng với anh thì sẽ không có một cơ hội nào cả. Lên phường!